Rồi để mình chùi xong rồi mình sẽ quay ra cho các bạn coi tiếp để hello, mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là heo nhà mình đẻ, đây là con nái chiến của mình nè. Các bạn thấy heo bụng to ghê không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14 vú. Heo mình nó có hiện tượng là nó gần đẻ rồi. Mà bây giờ nó ăn là rõ là con heo này rất là khỏe. Đây mình cho các bạn xem. Nó gần đẻ thì mình bóp vú nó nè, nó ra sữa nè. Các bạn nhìn kỹ mấy cái vú nó nha. Đó. Bất cứ vú nào cũng vậy nè. Đó, thấy không? Vú nè. Đó, nó chảy sữa nè. Đó, bóp nó sệt sệt sữa luôn, là chứng tỏ là con heo này á là tầm chừng vài tiếng là nó đẻ à. Đó. Sữa nó dịu. Đây là nái chiến của mình nha, nái chiến của mình đợt rồi là đẻ 20 con nha. Đây. Đây cũng là nái của mình nè. Nái này là giống của The Hết, con của con giống The Hết. Đây là nái của CB. Đây là nái địa phương ở đây. Nái này bữa hổm là mình tính là bỏ rồi, tính là không được con nào rồi. Mà ai ngờ là nó đẻ được 7 con. Mà buổi sáng 8 giờ mình mới ra chuồng, 8 giờ là nó đẻ xong luôn. Để mình sẽ cho các bạn xem cái video mà nó tự đẻ luôn. Sáng ra là đẻ xong hết rồi. Đây là con heo nó tự đẻ nè. Hồi mấy bữa trước á, là mình tính là bỏ nó rồi. Rồi mình nói là nó đẻ được thì đẻ được thôi. Mình tính là trong bụng nó chỉ một con hai con thôi. Nhưng mà mình tính là nó bị khô hết rồi. Mà không ngờ sáng ra 8 giờ là ra mình thấy là nó có 7 con. Mày cũng mừng, cũng lấy lại cái vốn tiền thức ăn cho nó. Mình xin chào các bạn nha. Bây giờ heo mình đẻ được 2 con rồi. Hồi chiều tới giờ nó bể nước ói sắp khoảng nửa tiếng rồi. Mà nó đẻ chưa có được nên do nó con nó bự quá. Và mình phải can thiệp bằng tay mình để xử lý cho nó. Bây giờ mình đem ra 2 con một lượt luôn. Tại vì 2 con này bự quá trời luôn. Nó cặn một mình nó không ra nổi thì mình can thiệp, mình giúp nó ra. Thì do cái cây để điện thoại của mình nó bị hư rồi, mình không quay trực tiếp cho các bạn coi được. Thì mình sẽ quay sơ để cho biết con nái của mình nó đẻ được bao nhiêu con để các bạn nắm, để các bạn có ý định chăn nuôi, để mình đo lường cái kinh tế, để mình biết số lượng heo mình nuôi, mình phát triển kinh tế nhà mình. Thì nãy giờ mình xem heo mình gặn thì cũng 4-5 cái rồi mà nó không ra được con thứ ba. Thì các bạn có chích oxytocin á, thì các bạn nên lưu ý rằng những con mà nó xanh mà heo nó bự á, nó đẻ khó á, thì các bạn lưu ý cái vấn đề mà chích oxytocin nha. Các bạn đừng có nên nghe người ta nói mà chích để đẻ ra một con đầu tiên là chích oxytocin để cho nó đẻ nhanh nha. Cái này là rất là nguy hiểm nha. Tại vì ví dụ như trường hợp mà mình không xử lý heo được, nhưng mà mình cứ chích vô, mà bây giờ á, nó gặn hoài mà nó không ra là do con nó bự quá, nó kẹt lại, là mình phải can thiệp. Mà mình không biết can thiệp á, mà mình chích oxytocin vô á, là nó sẽ ở làm sao, nó sẽ dồn tới nha. Các bạn lưu ý vấn đề này và cân nhắc có nên chích oxytocin như người ta nói hay không. Theo mình á, thì các bạn, ví dụ như các bạn đoán là heo này đẻ 15 con thì nó đẻ tầm 10 con đến 12 con các bạn hãy chích. Còn mà các bạn chích sớm là không nên nha. Đây là con thứ ba sau khi mình đã dùng tay mình can thiệp nè nha, mình đã móc nó ra nè nha. Còn tại vì cái cây của mình bị hư rồi, mình không có quay cái quá trình móc cho các bạn xem được. Các bạn xem cái clip trước giúp mình nha. Clip trước của mình có quay mình can thiệp đó. Đây là con thứ ba nè. Đó. Heo đẻ rất to. Đó, các bạn nên lưu ý về vấn đề chích oxytocin khi mấy con đầu mà nha. Thì bây giờ để mình xem coi nó có còn dồn con nào nữa hay không. Sau khi mình đã móc con thứ ba này ra nè, đây là con thứ ba nè, mình đã móc ra xong rồi. Bắt đầu mình kiểm tra thêm một lần nữa thì mình đã phát hiện con heo mình đút vô thì con heo nó nằm tới đây rồi. Thì bắt đầu mình móc ra thì mình đoán là nó còn nằm trong bụng nữa, bởi vì nó đã đẩy con heo này ra tới đây rồi, bắt buộc là tử cung ở trong nó co bóp, nó sẽ dồn ở trên xuống. Rồi bắt đầu mình sẽ móc một con nữa, mình thọt vô khoảng nằm tới đây là dính một con nữa. Thì to trong bụng tới bụng nó rồi thì mình không có móc nữa. Các bạn lưu ý á, các bạn nếu mà móc ra là các bạn phải cho cái lưng á, cái lưng nó nằm theo lưng mẹ nó nha, cái bụng nó nằm theo bụng mẹ nó luôn. Cái đầu nó quay ra đi. Hoặc là cái đuôi nó quay ra, cái bụng nó phải nằm xuống cái bụng mẹ của nó.
Ví dụ con heo nằm chiều này thì cái bụng nó phải nằm chiều này. Còn con heo lật ngược lại thì con heo nó lúc mà nó đẻ ra nó sẽ nằm xuôi theo cái bụng mẹ nó. Như vú mẹ nó quay xuống đó thì bắt buộc vú nó phải quay xuống đó. Đây là cái con thứ ba nè. Ok, này con là thứ tư nè. Giờ mình sẽ bỏ vô. Heo mình đẻ bữa nay là rất là to. Đây, con là con thứ năm. Đấy, cho vô mấy anh em nói chung đi. Bây giờ mình được 5 con rồi, heo rất là to. Mấy con mẹ nó lại gặn không nổi. Hồi chiều giờ là mình thọt vô mình móc ra không á. Thấy nó gặn 5-6 cái nó mệt rồi, mình không để cho nó gặn nữa là nó mất sức. Còn mấy con sau cùng là nó gặn không nổi. À, bây giờ mình sẽ quay, mình sẽ can thiệp cho các bạn xem nha. Để các bạn không tin mình là mình can thiệp, con nào cũng can thiệp. Con heo mình đẻ rất là to, mà bây giờ nãy giờ nó gặn rất là lâu rồi. Nãy mình đã chùi sạch rồi nè, mà bây giờ nó ra nhiều rồi nè. Chiếc xu nó cũng ra nhiều nè. Đây là cái tay mình nha, đây là dầu ăn nha các bạn. Các bạn bôi đều lên tới trên tay trên đây luôn nha. Giờ mình sẽ đút vô mình can thiệp nè. Các bạn đút từ từ thôi, chỗ nào nếu mình đút không được thì mình xay từ từ thôi. Đó. Đây mình đụng rồi nè, nãy giờ nó không ra được là do cái giò của nó co lại á. Để mình cố gắng mình chở cái giò nó lại, chở theo đúng cái chiều của nó mới ra được. Nó kẹt cứ ngắt trong này nè. Đây, nó ra rồi đó. Để mình thử coi còn con nào nữa nha. Để các bạn không tin mình là mình thọt cho mình can thiệp. Đa chơi trong đây còn con nữa. Thì mình sẽ tranh thủ mình tặng mình kéo nó ra luôn. Con này nó cũng ra giò trước luôn nha. Rồi để mình chùi xong rồi mình sẽ quay ra cho các bạn coi tiếp. Để mình vừa chùi mình không quay được. Đây các bạn, đây là hai con mình mới vừa móc ra nè nha. Đây hai con mình mới vừa móc ra. Bây giờ mình bỏ vô đây. Đây mình bỏ vô đây nên là được 8 con. Heo rất là to, rất là đẹp luôn. Đây. Rất là đều heo. Bụng nó cũng còn to lắm đó. Nó mới xẹp chỉ có một phần thôi. Đó, mình chùi cái này sạch đi rồi quay cho nó đẹp xíu. Rồi để khi nào có nữa thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Ở đây là con thứ 10 nha các bạn. Đây nó mới đẻ ra. Nãy giờ nó đẻ được một mình đó thì nó đẻ được hai con. Còn bao nhiêu là mình đợi đẻ cho nó. Bây giờ cái sọt này nó đã đầy rồi. Vì bây giờ mình sẽ lấy cái sọt này xuống. Mình sẽ để nhờ qua bên đây. Một tí nữa thì mình sẽ lấy bóng đèn ống để mình treo vô đây để mình để ra. Tại bên đó nó dày quá, nó khó chịu lắm. Đun đun. Rồi một tí nữa mình sau khi nó đẻ xong á thì mình cho bú thì mình quay tổng thể cái đàn heo cho các bạn xem nha. Còn ở đây là cái đàn heo thịt của mình. Buổi tối không biết ngủ được với nó không nữa. Nó ngủ gì mà nó ăn ngái, người ta kêu nói ngủ ngái như heo thiệt mà. Ngủ mà nó ngái qua chừng ngái. Đó, các bạn có nghe tiếng nó ngái không? Đó, ngủ nó ngái vậy đó. Ở đây chỗ mình là nằm võng nè. Mình canh cho nó ngủ nè. Mới mua cục sạc của Bayset mấy trăm ngàn, dở la quá trời luôn. 500 ngàn. Đây là bầy heo 20kg của mình. Bầy này tối nó không có ngủ. Đó, nó không có ngái. Thế này quên, bầy heo nó nằm ngủ mà nó không có ngủ. Bây giờ chờ thời gian mà nó đẻ ra con tiếp theo á, thì mình sẽ di chuyển 10 con này từ bên đây qua bên đây để cho nó bú trước đi. Gặn nó bú no rồi xong rồi mình sẽ bắt vô cho nó ngủ. Rồi mấy con xanh sau á, là mình sẽ cho nó bú sau.
để mười mấy con, 15, 16 con mà nó bú một lượt đó là nó không đủ vú, chứ nó tranh giành nhau nó không no được. Thì bây giờ mình cho mấy con này nó bú sữa đầu trước cái đi. Thì bây giờ mình sẽ ginh mấy cái con đó qua để cho nó bú sữa đầu trước. Mười con chắc nó cũng nặng dữ lắm á. Đây, sau khi mình dời nó qua xong á, bây giờ mình sẽ bắt ra từng con để cho nó bú mẹ nó. Thầy em bé đầu tiên, em bé bỏ ra đây. Đây em bé bú mẹ đi. Mấy em bé bú, kiếm mẹ bú đi. Đây sau khi mình đã bỏ ra 10 con, 2, 4, 6, 8, 10 10 con ra cho nó bú, để cho nó bú sữa đầu mẹ nó, cho nó no đi, để cho nó ngủ, để cho mấy em sau của nó ra để cho em bú sau. Đây 10 con nó bú mẹ nó, mình sẽ quay các bạn xem nè nha. Hai, bốn, sáu, tám, mười con. Mình quay ở đây á, rất là rõ luôn, nhưng mà sau mình đưa vô Kaismaster á, không biết mình chỉ chọn tỷ lệ khung hình hay sao mà nó bị mờ. Theo mình đẻ tổng cộng là được 11 con nha các bạn. Thế mình dự đoán 15 mà giờ nó đẻ có 11 à. Đây đẻ, nó đẻ con bự quá. Các bạn đếm là 1, 2, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con. Heo đẻ rất đẹp và rất đều luôn. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nha. Các bạn thích video của mình nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn.